Tưng bừng khai trương, shopanhpho.net hiện đang có chương trình khuyến mãi X2 giá trị thẻ nạp trên mọi mệnh giá. Các bạn hãy ghé shopanhpho.net nếu có nhu cầu mua nick Free Fire các bạn nhé. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái channel của anh Phò trong ngày hôm nay các bạn nha. Này thì qua thằng fan đi chơi tank war thôi chứ còn gì nữa anh em. Làm nhẹ vài game tank war chơi chơi để xem như thế nào, với lại là chuẩn bị là update phiên bản mới rồi anh em ạ. Ok ạ. Giờ mình đeo lộn bên tay phone bạn ạ. Thấy không ra ra bắn mình ta. Mình đứng mình... Ở đâu vậy? À đây đây. Tưởng nhảy xuống dưới được. Ôi trời ơi. Mình nghe lộn bên tay phone các bạn, đâm ra là Hảo phải đổi lại bên. Bảo sao nghe tiếng cái chân nó bên trái hóa ra lại nó là bên phải bạn ạ. Ảo ma thật. Nha, trận này chắc có lẽ là mình sẽ uy giời thì chỉ được chip rồi. Lúc được chip là bạn hiểu là nay mình chơi gì đấy anh em. Tất nhiên là M14. À đâu, đúng rồi, M14 3 chip rồi chứ còn gì nữa bạn. Đây, Fukushika này, đổi sang Ska bắn tạm trước đã. Ui, nghe thành nghĩ chạy đi đâu đây, chạy vô nổi còn gì nữa anh em ơi. Đang tính shopping lại nghe tiếng bắn nhau anh em ạ. Chết thật này rồi. Có chuối mời, ok ạ. Ui, cái biến có lút đồ. Ôi giời. Phải chơi Sikler quen rồi. Qua đây cầm con ca nó không quen mời. Ok ạ, chị gái này chạy đâu này, chạy đi đâu nữa. Ui dồi ôi, chị gái mà đặt tên chồng nghe chán. Lại lượm được thêm một chip đây mới ngon. Bây giờ mình chỉ việc mua M14 với một chip nữa là được rồi. Rồi xong M14 3 chip anh em ơi. Kiếm băng đạn súng trường nó là full combo anh em ạ. Bắn cứ phải gọi là thuộc máu không phanh luôn. Có chị gái đi lút đồ anh em ơi. Đây rồi. Không biết là chị gái lút nguyên cái khu vực bên sông này có băng đạn súng trong trường không nhỉ? Như thấy mình đúng rồi. Thấy mình luôn rồi. Úi giời, phèn đang vàng quá ghê luôn em ơi. Rồi sẽ có băng đạn súng trường đã. Ok á. Tự động nó nhập ghê vậy. Cái này không có băng đạn súng trường mà nhiều đồ hit thế ta. Ui, 27 cái đồ hit đấy bạn. Đồ hit nhiều vãi. Này kiểu này là mình hit mà mình không cần bơm máu luôn đấy bạn. Từ đây có xác này đã sang không có băng đạn súng trường rồi. Ui lại đồ hit này. 28 cái đồ hit rồi bạn. Thôi bây giờ mình đi từ bo nè. 24 quả bom kia, trận này mình đang tính lên cố xây gió mà khu vực này không có đất bo rồi. Giờ chạy qua bên khu rừng đỏ kiếm đất bo thôi. Đây rồi, có đất bo luôn anh em ơi. Lượm nhẹ cái đất bo xem cái bo sau nó về đâu nào. Bo, ôi trời ơi. À, nó lên gần phía cái cánh đồng gió này anh em. Được, chuyển luôn qua khu vực đấy để lên nhẹ cố xây gió. Nhưng mà 24 quả keo này cũng không đủ bạn ạ. Ôi, có người chạy trên mặt đây rồi. Kiếm kiểu, ấy á. Bậy, có thằng bắn sau lưng mình tới. Em xong lưng mới chơi game này sao mà bắn mình không dính phát nào kìa bạn. Ui giời, thôi xong rồi. Cái là thế này có nhiều keo không ta. Mong nó, có mong là nó bị shopping tí, nó shopping nhiều keo tí cho mình lượm em ạ. Ấy dạ. Chị đầu đây. Trời, chị gái ngáo ngơ thật anh em ơi. Nhưng mà cảm giác bắn M14 lắp tổng thanh và bắn nó như shit đấy anh em. Ê rồi nha, nó đang bắn nhau góc này rồi. Chết ơi, sao không kịp tập. Thảo game em ơi, ui giời ơi. Mình để tóc ngay người như thế mà bật ngắm lên mà nó không bắt vào người kinh em ảo me vậy. Rồi nha, còn kia sau. Ê, đau là đậu. Oh shit. May mà có con ca đấy anh em, không là phát đấy là mình ngọt củ tỏi đấy. Ui giời, may quá. À, công nhận là mang ca nhiều pha. Con ca nó cứu mình thật em ơi. Để quăng cái quả lựu đạn lên chơi này. Rồi. Úi giời. Quăng mình mà có con pet quăng lựu nữa là pha đấy là chờ thiên nhiên đấy bạn. Rồi đấy anh em. Ừ nha. Đáp cái đã mình lên làm pha đẩy lên chơi thôi em ơi. Từ từ bình tĩnh. Thiên nhiên này ngáo ngơ lùa lên chơi luôn. Này không như đi T4 bạn, T4 còn cắt chứ đi solo này cứ vậy mà chiến thôi anh em. Từ 28 có bom keo rồi. À sát này xem diệp. Ui. Rồi bắn mình. Ui. Chà. Ba lô để chứa mà nhiều đồ quá. Bom keo là sồi. Ôi. Ôi đồ hit nữa này. Nhìn nó bắn mình đâu ta. À đây. Ok á. Như nè. Ui giời lẫm. 8 kill đời game từ nha chỉ thủ của bo lên chỗ ngọn hải đăng nằm cao chút xíu bạn. 34 quả bom keo, 38 đồ hit. Ui, giàu dã man.
ấy á, ê đau 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 đau, bình tĩnh nghe. Thanh niên kia nó bị bắn xong, thằng này nó két mất tiêu của mình rồi anh em ơi. Úi giời, đâu ta, nó bị bắn nó yếu, chạy vòng lên bị giết à. Đây nào, ui bóng keo nhiều thế, thôi đổi sang mắt 70 để lấy cái khoảng trống ba lô để mình nhặt bóng keo mạng giàu quá. Đau nhức cách luôn này. Úi giời ôi, ai chà, không biết vứt gì để nhặt mạng, vứt máu không được, vứt máu này bình tĩnh mình tăng bo 40 quả keo rồi. Từ lại xác lên để xem có gì mà nghe giàu á. Xác lên này có tầm một chục quả keo nữa, chắc mình nhặt 100 quả bom keo các bạn. Ôi băng đạn súng trường ngon, lượm mới. Ừ, nhặt băng đạn súng trường qua kia vứt đạn nhặt bom keo thôi bạn ơi. Ấy ấy đau. Xài đồ hit đi bạn, máu mình lên tiết kiệm đi bạn, đồ hit nhiều mà hai mấy cái đồ hit lận mà anh em đấy mình vứt bớt đi rồi đó để mình nhặt bom bom keo đó bạn. Á, nó bị thằng khác bắn nữa kìa, nó bị khác bắn nữa. Ừ, đâu kìa, ui ok, chậm một giây là lượm được kill rồi anh em ơi. Ô, còn hai thiên cuối à? Ừ, nghe hai thiên cuối mình nghĩ là thằng đấy mình không nên bắn đâu. Bây giờ bo này là nó không lên cái cối xe gió rồi thì mình nghĩ là mình nên leo lên trên trời bạn. Kia đang núp góc nào ta, để mình kiếm góc mơ giữa bo mình leo lên trên cao đã anh em, để hai thiên cuối nó solo. Ấy á, ui đau, mình tính là dân chơi không có máu nha anh em. Mình đang cố được để gì máu, mình xài đồ hit đi. Với lại có con ca đồ hit mà bạn, không lo hết máu đâu. Leo lên trên đây thôi, tìm không có scaler. Nhưng mà chúng ta có con ca thì cái mo vẫn lợi hơn. Kiên móc lại thì liên hồi xí chuẩn được bắn nhau các bạn. Anh thủ leo lên thôi bạn nhé. Rồi, hit như thế là quá đủ rồi. Leo lên trên cao, làm quả tanh bo trên cao top 1 thôi chứ còn gì nữa bạn. Ê, hai người kia, ấy. Ê, còn 18 con bóng keo nữa. Thanh niên bên dưới nó đang cố, nó sấy keo mình kìa bạn. Bóng keo mình nhiều như này, thanh niên kia khả năng sấy hết đạn thì chưa chắc gì đã bể hết keo của mình bạn ơi. Đấy, khả năng là thanh niên kia hết đạn nó sấy mình nên dễ dở đấy bạn. Bo tròn 15 giây nữa thu này. Bây giờ mình cố gắng mình hồi đầy nắm chút xíu đó, để có gì con ca mình hồi máu. Quả này là bây giờ là mình không có giữ một quả nhé. Mình không giữ lấy một cái quả lục băng là để mình làm mất máu trước khi bo nó xít vào ấy mà. Nên đấy vứt lục băng đi hết chứ. Thử nha. Đó, quả bóng keo cuối bo đang thu rồi. Thằng kia thanh niên bên dưới vẫn cố sấy keo mình mà. Thử nha. Làm quả này trước khi bo là hợp lý đấy. Quê. Có quả lục băng là chứ anh em. Quăng lục đạn thì nó rơi xuống này. Xịt quả này là đạn. Ấy á. Nó bắn dính chúng mình một viên kìa anh ơi. Từ. Ăn lửa chạy nó đã. Sao không sao. Mình cũng ở gần giữa bo. Không được rồi. Bớt máu delay quá. Sao đuổi mới. Được. Máu vẫn đang lên đều. Top 1 rồi chứ còn gì nữa. Ui giời ơi. Không thể nào cản bước được anh For tank For bạn ạ. Thì thôi chắc là video này của mình cũng xin cấp tận tại thôi. Không biết là chuẩn bị cập nhật OB mới đây rồi mà. Không biết là thằng Phèn có bị fix tí nào không. Thì để phiên bản OB sau mình sẽ test thêm quả tech bo phiên bản mới bạn nhá. Thì các bạn xem video này của mình thì đừng tiếc gì cho mình một like, một share và một dưới. Và nhớ là đăng ký kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất bạn nhá. Chào mọi người nhá.